Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức và từ phía Nam nước Đức, chúng ta cùng gặp gỡ với luật sư Nguyễn Văn Đài nhân dịp 50 năm sau khi cố Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời thì ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản vẫn đang loay hoay tìm lối ra. Vâng, chào lịch sư Nguyễn Văn Đài, anh có khỏe không ạ? Vâng, xin chào anh Lê Trung Khoa, cảm ơn anh, tôi khỏe. Vâng, thưa anh, trong chương trình ngày hôm qua chúng ta đã định làm nhưng ngày hôm nay chúng ta đã làm sẽ làm kỹ hơn. Và câu hỏi đầu tiên tôi xin phép hỏi anh, đấy là sau cuộc điều trần về chủ đề EVFTA, tức là Hiệp định Thương mại Tự do, thì rồi vào ngày 10 tháng 10 năm 2018 vừa qua tại Pulitzer, và ông đánh giá thế nào về cái Hiệp định Thương mại Tự do này sẽ ảnh hưởng ra sao tới tình hình chính trị Việt Nam trong thời gian tới ạ? Vâng, thì để nói về cái ảnh hưởng của cái hiệp định EVFTA ấy, thì chúng ta phải nói đến cái vấn đề cái cơ cấu của nó, tức là trong một cái bộ ba hiệp định mà EU sẽ ký đã sẽ ký Việt Nam ấy, thì nó bao gồm có ba cái phần. Thứ nhất là hiệp định IPA, tức là hiệp định bảo hộ đầu tư. Hiệp định thứ hai là hiệp định FTA, tức là hiệp định tự do thương mại song phương, và cái thứ ba là CVA, tức là thỏa thuận đối tác hợp tác. Thì trong cái này á, trong cái vấn đề này thì trước khi mà EU ký bất kỳ một cái hiệp định tự do thương mại song phương nào hay là hiệp định bảo hộ đầu tư nào á, thì EU bao giờ cũng đàm phán với đối tác của mình, ký cái hiệp định khung, nó gọi là CPA, tức là tiếng Anh nó là Cooperation Partner Agreement. Thì ở đây á, nó là mang tính chất hiệp định khung, nó định hình cho tất cả các cái mối quan hệ giữa EU và Việt Nam, cụ thể ở đây là giữa EU và Việt Nam. Thì trong cái CPA này ấy, nó nói mới có các điều khoản cụ thể liên quan trực tiếp đến vấn đề nhân quyền. Tức là trong cái định CPA giữa EU và Việt Nam ấy, thì nó nêu rất là rõ là cái nhân quyền ấy là một cái điều khoản thiết yếu nhất để định hình trong quan hệ giữa Việt Nam và EU. Khi mà cái vi phạm nhân quyền này đến mức độ trầm trọng thì cái hiệp định này ấy, nó có thể vô hiệu hóa một phần hoặc là toàn bộ. Thì cái CVA này nó móc xích với lại cái FTA và cái IPA, tức là trong cái hiệp định tự do thương mại song phương FTA và trong cái hiệp định bảo hộ đầu tư IPA thì nó cũng có cái điều khoản về nhân quyền nó gắn với cái CVA này. Trong đó nói gì, chỉ khi mà vi phạm nhân quyền thì sẽ chiếu theo cái CVA để hai bên nói chuyện với nhau, và một khi cái CVA này bị vô hiệu lực thì lập tức hai kia nó cũng bị vô hiệu lực theo sau. Thế nên EU họ đã tính toán rất là kỹ trong cái vấn đề đàm phán với Việt Nam để làm sao Việt Nam không thể nào mà có thể phủ trách nhiệm hay là không thể nào có thể lừa lọc hay là gian dối trong cái quan hệ về thương mại cũng như về đầu tư cũng và đặc biệt là trong nhân quyền với lại EU. Thì cho hiện nay thì cái hiệp định CVA là đã có hiệu lực rất rất nhiều năm rồi, tôi không biết là chính xác là từ năm 2013 thì phải, thì đã hiệu lực và hiện nay nó đã hết hết hạn và hai bên đang trong quá trình thương thảo để làm mới lại cái CPA. Còn cái về FTA á, thì và IPA á, thì hai bên đã ký với nhau xong ở cấp độ chính phủ, tức là Ủy ban châu Âu EC đã ký tắt với Việt Nam, đã ký chính thức với Việt Nam vào ngày 18 tháng 10 năm 2018, và bây giờ nó cần phải qua hai cái cấp thủ tục nữa, một là Hội đồng châu Âu, tức là cơ quan của các nhà lãnh đạo các nước thành viên châu Âu, 28 nhà lãnh đạo. Thì theo các nhà quan sát cho biết ý, thì là có thể vào kỳ họp giữa năm này, tức là tháng 6 họ thì Hội đồng châu Âu sẽ thông qua cái FTA này, và sau khi mà Hội đồng châu Âu thông qua thì họ sẽ chuyển cho Nghị viện châu Âu, tức là Nghị viện châu Âu sẽ được bầu vào tháng ngày 26 tháng 5 tới đây, và tháng 6 thì họ bắt đầu họp, và thì sau khi mà tháng 6 cũng đầu giờ tháng 6 Hội đồng châu Âu xem xét xong thì sẽ chuyển sang Nghị viện châu Âu, để tháng 10 tới đây thì Nghị viện châu Âu sẽ đưa cái hiệp định thương mại tự do song phương FTA giữa Việt Nam và EU ra xem là có thông qua hay không thông qua. Thì ở đây chúng ta có hai phần, tức là nếu như thông qua cái hiệp định FTA này, cái CPA và cái IPA ấy, thì nó sẽ là một cái công cụ pháp lý rất là quan trọng để EU thúc đẩy trong việc bảo vệ nhân quyền ở tại Việt Nam cũng như thúc đẩy một cái tiến trình dân chủ của Việt Nam. Đấy là cái nó là một công cụ hữu ích. Thế nhưng mà vấn đề những nhà hoạt động nhân quyền như chúng tôi ấy, thì mong muốn rất là gì, trước khi Nghị viện châu Âu thông qua cái này thì chúng ta phải đạt một cái gì đó, đạt một cái gì đó, vì bởi vì trong suốt 3 năm vừa qua trong quá trình đàm phán FTA ấy, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền rất là nhiều. Theo thống kê của các tổ chức bảo vệ nhân quyền thì đến nay có khoảng 260 người đã bị bắt và cầm tù từ ít nhất là 1 năm cho đến 20 năm, đấy với cái mức
vi phạm rất là nghiêm trọng như vậy, trong đó hàng chục những người đấu tranh khác cũng phải chạy tị nạn ra nước ngoài. Thế cho nên là gì, chúng tôi mong muốn là gì, làm sao á để vận động người châu Âu phải đưa ra các điều kiện với nhà cầm quyền của Việt Nam là phải trả tự do cho một số tù nhân chính trị và cải thiện các điều kiện nhân quyền trước khi cái hiệp định này được người châu Âu thông qua. Và sau khi hiệp định này được thông qua, nó có hiệu lực rồi á, thì nó sẽ trở thành một cái công cụ hữu ích để cho chúng ta tiếp tục dùng nó để bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Bởi vì trong điều khoản nó nói rất là rõ, nếu như phía Việt Nam vi phạm nhân quyền ở mức độ nghiêm trọng thì cái hiệp định CPA ấy, nó có thể bị vô hiệu hóa một phần hoặc toàn bộ. Và khi cái CPA này nó bị vô hiệu hóa thì lập tức là cái hiệp định thương mại giữa song phương nó cũng bị mất hiệu lực, và quan hệ thương mại sau hai bên sẽ bị dừng lại lập tức. Đó thì đấy là cái công cụ rất là hữu ích để chúng ta làm việc. Vâng. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái hiệp định này nó sẽ tác động rất là lớn đến tình trạng nhân quyền Việt Nam trong tương lai. Vâng, theo chia sẻ của luật sư Nguyễn Văn Đài thì quả thật là hiệp định thương mại này rất quan trọng, và không phải chỉ cho Việt Nam mà cả châu Âu họ cũng đặt vấn đề nhân quyền và tự do báo chí, tự do biểu đạt thêm vào trong những cái điều khoản ở hiệp định. Vừa qua thì ông Nguyễn Phú Trọng, tức là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, đã thông báo về việc sẽ đưa vấn đề ký kết và phê chuẩn Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi là ILO, tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam sắp tới. Theo ông, việc này có liên quan thế nào đến EVFTA, tức là Hiệp định Thương mại Tự do không ạ? Vâng, thì ngay từ trong quá trình đàm phán giữa EU và Việt Nam á, thì cái vấn đề ký các công ước quốc tế của ILO á, luôn luôn được phía EU nêu lên đối với Việt Nam. Và phía Việt Nam thì họ hứa rằng là họ sẽ cho phép các cái tổ chức công đoàn độc lập theo các cái nghị định của nghị định thư của ILO á, vào năm 2023, tức là lúc bấy giờ mới được các cái tổ chức công đoàn độc lập mới được tự do thành lập. Thế thì những nhà hoạt động nhân quyền cho rằng là nếu như từ nay đến năm 2023 là thời gian quá dài và đủ thời gian để cho nhà cầm quyền Việt Nam thao túng về đó, họ có thể dẫn đến các cái tổ chức công đoàn do nhà cầm quyền Việt Nam tài trợ nhưng mà nó giả danh là độc lập, rồi sau đó nó sẽ bao phủ khắp cả các cái hệ thống các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân cũng như doanh nghiệp của nhà nước. Do vậy chờ năm 2023 thì lúc đó các cái tổ chức công đoàn mà độc lập thực sự mà muốn thành lập thì nó không còn được khoảng trống nào hay không còn khoảng không nào để nó hoạt động nữa. Thì đấy là một cái vấn đề. Cho nên phía những tổ chức bảo vệ nhân quyền thì vận động Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu là yêu cầu Việt Nam phải ký cái này trước, tức là phải cho phép các cái tổ chức công đoàn độc lập sớm hơn, chứ không thể theo cái lời hứa của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đến năm 2023 được. Như vậy nó quá trễ, và như vậy nó không còn cái môi trường thuận lợi cho các tổ chức công đoàn Việt Nam hoạt động nữa. Thế nên tôi rằng là việc ông Nguyễn Phú Trọng, việc cơ quan truyền thông Việt Nam thông báo rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa cái vấn đề ký kết cái nghị định 98 này ra Quốc hội để Quốc hội thông qua, thì đây là một cái tín hiệu tốt, nó cho thấy cái sự nhượng bộ từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong cái áp lực từ phía EU. Vâng. Thế theo ông thì sau khi cái vấn đề công đoàn độc lập được đưa ra thì như cái tổ chức như là tổng công đoàn Việt Nam hiện nay đang có, thì theo anh cái họ cũng có còn minh vực quyền lợi của người lao động không, hay là phải đợi cho những cái tổ chức công đoàn độc lập mới thành lập họ làm thì như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu của công nhân ạ? Thì chúng ta phải nói rằng là cái bản chất của cái tổng liên đoàn lao động Việt Nam á, nó có hiện nay nó có cái từ cấp cơ sở cho đến cấp trung ương, thì từ xưa nó là cái bản chất của nó là cái tổ chức cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Nó nhằm theo dõi, quản lý cũng như là kiểm soát những cái hoạt động của công nhân về mọi lĩnh vực, từ tư tưởng cho đến mọi vấn đề. Thế thì đấy là tổ chức giám sát. Thì ngoài ra trong quá trình giám sát những cái diễn biến tâm lý của người công nhân xem thế nào thì nó cũng có một phần nào đó bảo vệ một chút quyền lợi cho công nhân trong suốt nhiều thập kỷ khi mà nó tồn tại. Thế thì ngày nay nếu như mà trước áp lực của quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do song phương với EU cũng như là hiệp định TPP á, mà nó là đó, thì nó có gắn với các cái điều khoản của công đoàn thì nó buộc nhà cầm quyền phải cạnh tranh. Nếu anh không cạnh tranh á, thì người công nhân họ sẽ không còn gia nhập cái tổ chức công đoàn của nhà nước nữa, mà họ tự thành lập cái tổ chức công đoàn của họ, hoặc họ gia nhập các cái tổ chức công đoàn do những nhóm bảo vệ nhân quyền hay các nhóm xã hội dân sự họ thành lập lên để bảo vệ người công nhân. Thì như vậy á, rõ ràng nó tạo ra một cái tính cạnh tranh ở đây, thì tôi cho là nó sẽ tác động rất tốt, buộc cái tổng liên đoàn lao động Việt Nam họ phải cải cách toàn bộ cái cơ cấu của họ, chứ họ không thể là
làm một cánh tay nối dài mãi mãi của Đảng Cộng sản được, mà họ phải từng cách, nếu không tận cách thì sớm muộn thì họ cũng sẽ bị xóa sổ ra khỏi cái tiến trình phát triển của các cái tổ chức xã hội dân sự Việt Nam thôi. Vâng, liên quan đến vấn đề tự do thương mại thì có một bạn tên là Hoàng An Nam có đặt câu hỏi. Xin luật sư có thể cho biết hiện nay cái vấn đề mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã được phía Đức giải quyết đến đâu, và họ tới đây sẽ có tác động đến hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Đức hay không ạ, và châu Âu hay không? Vâng, cái câu này chắc nhà báo liên quan thì thạo tôi, bởi vì là nhà báo liên quan theo dõi ngay từ đầu, nhưng mà tôi chỉ mạn phép nói một chút thôi. Tức là chúng ta biết rằng là sau khi ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức trở về Việt Nam á, thì ngay lập tức là phía chính phủ Đức đã tạm đình chỉ cái quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, và nó gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Và sau đó thì Việt Nam đang rất là nỗ lực để hàn gắn lại cái quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Thì gần cái chuyến thăm gần đây vào tháng 2 vừa rồi, khi mà Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Minh tới tới Đức thăm Đức đó, thì hai bên đã không có một, tôi đọc thì không thấy một cái tuyên bố to tát nào về cái chuyện bình thường hóa, nhưng mà bằng một cách gián tiếp hay là gì đó thì hai bên đã thừa nhận là đã hàn gắn lại cái quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Thì và sau đấy thì cái vụ của ông Trịnh Xuân Thanh đã chìm xuồng, và không thấy các cái cơ quan truyền thông của Đức cũng như là các cái nêu lên trong mối quan hệ giữa hai nước nữa. Thì tôi rằng vấn đề Trịnh Xuân Thanh thì đã được phía nhà Cộng hòa Việt Nam khéo léo thương lượng với phía Đức ở một mức độ đó để cho phía chính phủ Đức có thể chấp nhận được. Và chúng ta phải hiểu bản chất của vấn đề ở đây ấy, nó rất là khó khăn trong cho việc ông Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức, bởi vì cho biết là cái người mà trực tiếp chỉ huy cái vụ bắt cóc này là Tô Lâm, và hiện nay thì Tô Lâm vẫn là đương kim ủy viên Bộ Chính trị và đương kim Bộ trưởng Bộ Công an. Thế nên nếu như phía Việt Nam chấp nhận trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức thì rõ ràng ông Trịnh Xuân Thanh sẽ thông báo cho các cơ quan chức trách của Đức biết là cái vai trò của ông Tô Lâm như thế nào trong vụ bắt cóc chính ông ta, bởi vì toàn bộ cái diễn biến sẽ biết. Thì như vậy á, cái số phận chính trị của ông Tô Lâm sẽ bị lộ ra hoàn toàn, mà điều này á, với cái cương vị của ông Tô Lâm hiện nay á, ông ta không bao giờ mong muốn điều đó. Cho nên theo quan điểm của tôi á, chừng nào ông Tô Lâm còn giữ chức Bộ trưởng Công an và là đương kim ủy viên Bộ Chính trị thì chừng đó ông Trịnh Thanh không bao giờ có cửa để quay trở lại nước Đức. Chỉ khi nào ông ta về hồi hưu không còn giữ một chức vụ ở đó mà phía Đức vẫn tiếp tục yêu cầu, thì lúc đó ông Trịnh Thanh mới hy vọng có cơ hội được trở về được sang Đức. Vâng, liên quan ta trở lại quay liên quan với vấn đề hiệp định thương mại tự do, ta quay lại trong các tài liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng thường viết là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là người đại diện xứng đáng cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Tuy nhiên đến năm 2019, Đảng Cộng sản Việt Nam mới nói tới việc ký kết và phê chuẩn Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế, viết tắt là ILO. Công ước 98 của ILO thực chất là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Vậy ông nhận định ra sao về cái thông tin này, tức là họ nói rằng là họ đại diện cho người lao động nhưng mà bây giờ họ mới ký vào, tức là tư bản họ lại phải về đến họ thúc giục một cái cộng sản để ký, thì anh thấy vấn đề này như thế nào? Vâng, thì đấy là như anh vừa nói đấy, đấy là những người cộng sản nói. Thế còn vấn đề á, bản chất thực sự Đảng Cộng sản Việt Nam có phải là lực lượng đại diện cho từng lớp công nhân, nông dân, lao động Việt Nam hay không á, thì chúng ta phải soi xét về cái bản chất của họ. Thì chúng ta biết rằng là cái quyền lực chính trị thực sự ở Việt Nam hiện nay á, nó nằm trong tay ai? Nó nằm trong tay 200 khoảng 200 ủy viên trung ương và ủy viên dự khuyết, trong đó thì còn có 16 ủy viên Bộ Chính trị. Đó thì cái quyền lực trong tay đó, thì chúng ta nhìn những thành phần ở trong 200 ủy viên trung ương này có người nào xuất phát từ giai cấp công nhân, nông dân lao động hay hay không, thì chúng ta thấy được cái sự đại diện của nó không có. Tức là khi mà nói cái tính đại diện á, đại diện nó là gì, cơ quan quốc hội hay là đấy thì mới là hội đồng như các cấp thì mới gọi là cơ quan đại diện. Chứ còn ban chấp hành trung ương đảng của Cộng sản Việt Nam nó không phải là cơ quan đại diện cho nông dân cũng như là từ lớp công nhân, bởi vì đã nói là đại diện anh phải thông qua bầu cử. Cái chuyện đấy là rất là rõ ràng, bất kỳ một cái khái niệm tiếng Việt, tiếng Anh hay bất kỳ cái ngôn ngữ nào trên thế giới chúng ta đều phải rất rõ ràng đấy. Anh nói anh đại diện cho tôi thì tôi phải có quyền bầu anh lên thì anh mới được là đại diện. Còn 200 ủy viên trung ương và ủy viên dự khuyết có người dân nào được đi bỏ phiếu đâu? Ngay bản thân 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản họ cũng không có quyền bầu lên 200 ủy viên trung ương đó, thì làm sao bản thân họ cũng không phải là đại diện cho toàn bộ cái lợi ích của 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản, chứ chưa nói gì đại diện cho 90 triệu người dân Việt Nam không phải đảng viên Cộng sản. Chuyện đấy là không, chúng ta xét là bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là lực lượng đại diện cho
giai cấp công nhân và người lao động. Thì đấy, như anh Lê Trung Khoa vừa nói đó, cái nghị định thư 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO thì nó yêu cầu là phải cho phép người dân bầu lên những người đại diện cho mình để bảo vệ quyền lợi ích của mình. Thì lúc đó mới thực sự là đại diện của người dân và người lao động. Đấy, đấy như chúng ta nói đấy, đã gọi là đại diện, nó phải có một cái cuộc bầu cử, phải có sự lựa chọn xuất phát từ cái ý chí, cái nguyện vọng của người người dân. Chứ còn nếu mà anh em tôi nhưng mà tôi không được bầu anh thì đấy không phải bao giờ nó là đại diện. Cho dù bất kỳ một cái nhà tuyên giáo nào hay một cái nhà lý luận giỏi nhất của Đảng Cộng sản cũng không thể nào biện minh được cho cái tính đại diện của Đảng Cộng sản ở đây cả. Cái chuyện đó là hoàn toàn không có. Đấy, chúng ta nói về mặt ngôn ngữ học và kể mặt thực tiễn thế, hoàn toàn không phải là đại diện. Thế cho nên chỉ khi nào họ ký kết thì khi mà ký kết cái nghị định thư 98 rồi á, thì những người được bầu thì người lao động và họ bầu thì chắc thì đã phải là Đảng Viên Cộng sản. Họ sẽ bầu những người nào mà thực sự là có, không phải Đảng Viên Cộng sản, là những người nào thực sự có tâm, có tầm, có kiến thức, có năng lực để bảo vệ cho lợi ích của họ thôi. Thế thì lúc đó thì chúng ta thấy là gì, mình thấy rõ bản chất của Đảng Cộng sản không phải là không phải là cái đảng, không phải là cái lực lượng đại diện cho quần chúng nông dân cũng như công nhân lao động ở đây. Vâng, liên quan đến các quan chức của Đảng Viên Cộng sản thì chính tôi ở Đức, ở Berlin, tôi chứng kiến rất nhiều những quan chức cấp cao từ trong nước sang Đức và sang châu Âu công tác. Thì thường là họ nhờ chúng tôi dẫn đi mua những cái đồ rất là cao cấp, lúc xúc. Và phải nói rằng ở đây cũng không dám mua một cái bút 1.000 đô la hoặc một cái túi dăm 3.000 euro. Và họ có thể, thậm chí có những người dẫn vào chơi casino ở đây mất hàng trăm nghìn đô la họ cũng không tiếc. Vậy ông có thể giải thích xem tại sao khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đang tập trung chống tham nhũng thì những cái quan chức này sang đây và những cái người mà chúng tôi trực tiếp gặp thì họ lại có nhiều tiền thế, và tiền đấy lấy đâu ra thưa anh, với khi đồng lương của họ chỉ có như vậy? Vâng, thì chúng ta đã biết đấy, cách đây khoảng độ một tháng hay tháng rưỡi đó thì ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phát biểu trên cái báo chí là gì, phấn đấu đến năm 2023 thì các công chức Việt Nam mới có thể sống được bằng lương. Thế thì như vậy đặt ra câu hỏi là gì, trong suốt mấy thập kỷ qua, tôi chỉ tính từ ngày 3 tháng 4 năm 1975 đến nay, thì giới công chức Việt Nam qua rất nhiều thế hệ họ đã sinh sống bằng gì? Thì ở đây thì chúng ta phải đi, tôi cũng xoáy vào cái bản chất của vấn đề thôi. Nói gì thì nói, chúng ta cũng phải xoáy vào bản chất của vấn đề để bộc lộ ra cái hiện tượng bên ngoài. Bản chất của chế độ cộng sản là họ duy trì một cái mức lương cho công chức rất là thấp đó, nhưng họ tạo ra những cái điều kiện gọi là có thu nhập ngoài lương rất là nhiều, tức là họ có thể từ phong bao phong bì trực tiếp từ những cái cơ quan hay là những công chức mà làm việc trực tiếp với dân đó, thì nhận được phong bì từ người dân là biếu xén. Ví dụ anh đi xin một cái giấy phép kinh doanh thì anh phải nộp cho những cái nhân viên đấy là bao tiền, rồi các trong đấy họ ăn chia với nhau. Hay đơn giản nhất, chúng ta đã thấy rất nhiều cái câu chuyện ở trên báo chí đó, là khi một cái người đi làm giấy khai sinh cho con hay làm đi làm giấy chứng tử cho cha mẹ chẳng khi qua đời đó, thì cũng phải mất tiền cho nhân viên hộ tịch cấp phường thì họ mới làm cho nhanh chóng hoặc là thuận lợi. Đấy, nói chung là đơn giản. Hay là đơn giản như một cái bà hàng nước, tôi nói qua thì tôi hay ngồi uống nước ở hè phố thì hỏi bác có phải biếu tiền cho công an khu hay không, thì bác cứ nói là tôi kiếm chẳng ra bao nhiêu, nhưng một tháng thì ít nhất cũng mất 300.000 đồng cho ông cảnh sát khu vực. Đấy, đơn giản là như vậy. Nói chung là một cái bà hàng nước vỉa hè thì cũng phải nộp tiền cho một cái quan chức. Thế thì quan chức cộng sản Việt Nam thì họ có rất nhiều những hình thức khác nhau để họ tham nhũng. Thứ nhất là gì, tham nhũng từ ngân sách. Ví dụ mỗi một năm thì mỗi một cơ quan ấy thì họ có những khoản ngân sách để làm, để tiếp khách, rồi để làm những cái văn thư, thì hay là làm những cái dịch vụ, cái quảng cáo trong các cái hội nghị hội thảo đó, thì họ dựa vào rất nhiều những điều đó để họ tăng cái chi phí lên. Ví dụ chi phí thực tế cho tiếp khách nó chỉ hết 10.000 đồng thôi ạ, thì họ sẽ làm sao đấy để tăng lên 20-30 ngàn, thậm chí là 50 ngàn, 100 ngàn là chuyện bình thường đối với các dự án cộng sản. Hoàn toàn là đấy, họ rút tham nhũng từ ngân sách. Rồi trong các dự án đầu tư, chúng ta biết rằng là những cái câu chuyện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông ấy, thì cái chuyện mà họ rút tối thiểu 30%, tôi nói 300 là mức thấp nhất, khi mà trước khi công trình được xây dựng thì nó đã mất 30% cái tiền dự tổng dự đầu tư rồi, chưa kể là 20% nó thất thoát trong quá trình xây dựng nữa, khi mà các cái phái đoàn đến kiểm tra giám sát thì 20% đó là chi phí. Như vậy chúng ta biết rằng một cái công trình đầu tư cơ sở hạ tầng ấy, đường giao thông ấy, thì nó tiền nó nhiều khủng khiếp, nó không bao giờ là một vài trăm tỷ mà nó hàng nghìn tỷ hoặc là hàng chục nghìn tỷ.
cho các công trình giao thông hay là các dự án đầu tư. Chúng biết ta biết rằng là đơn giản như là những cái khi tập đoàn dầu khí Việt Nam mà đi sang Venezuela để đầu tư đấy thì họ mất đến khoảng gần 1 tỷ đô la, khoảng 750 triệu đô la, mà không thu được một tí nào. Thì không phải là 750 tỷ đô la đấy họ đút lót toàn bộ cái quan chức chính phủ Venezuela, mà nó có thỏa thuận ăn chia với nhau đấy, tức là nó có sự lại quả, tức là chúng tôi lấy tiền của chính phủ của tôi để làm dự án này thì tôi đưa cho anh 500 triệu đô la chẳng hạn, thì anh phải bớt lại cho tôi ít nhất là 12%. Đấy thì nó rất nhiều những cái mánh khóe thủ đoạn trong tất cả cái quá trình đầu tư ở trong nước cũng như đầu tư nước ngoài. Thì anh là người biết rõ ông Trịnh Văn Thanh rồi, khi mà mỗi một dự án ông ta là tổng giám đốc công ty xây lắp dầu khí cả, thì mỗi một dự án như vậy nó có thỏa thuận ăn chia rất là nhiều tiền, 20%, 30%, mà mỗi một dự án như vậy hàng nghìn tỷ đồng như vậy, thì biết là họ kiếm tiền nó quá dễ. Chứ anh nói về việc họ sang bên Đức này á, mua một cái bút 1.000 đô la hay mua một cái túi sách vài ngàn euro thì tôi nghĩ đối với họ là chuyện rất là bình thường. Thì nhân tiện đây tôi cứ kể cho anh Khoa và các bạn nghe một câu chuyện thực tế. Khi tôi ở trong tù thì tôi bị giam chung với một ông đại gia, ông là doanh nghiệp ở Quảng Ninh. Thì ông bị vu về tội buôn lậu. Thế thì ông này là đại gia của Quảng Ninh, ông kể với tôi một câu chuyện như này. Tức là hàng năm á, thì bản thân ông ấy và một loạt các cái doanh nghiệp hàng đầu ở dưới tỉnh Quảng Ninh á, thì luôn luôn phải tổ chức các cái tour du lịch để cho các quan chức từ chủ tịch, phó chủ tịch hay là giám đốc các sở ban ngành đi du lịch ở Mỹ hay du lịch ở châu Âu. Thế thì các doanh nghiệp này góp tiền với nhau, góp tiền với nhau để đi. Họ không phải đi du lịch bình thường như như anh Khoa thấy đâu, họ không phải là bay ngồi cái ghế ghế hạng hạng thường, hạng economic, mà họ bay từ Việt Nam đi sang Mỹ, đi khắp nước Mỹ hay là sang châu Âu, đi khắp nước châu Âu, hoàn toàn là hạng business hết, hoàn toàn là si, ngồi rất là xa xỉ. Ông ta kể với tôi như vậy. Và khi sang đây á, thì những người này phải đi đưa đi chơi, ngoài cái tiền doanh nghiệp này đưa đi chơi á, thì các cái quan chức đó cũng tự bỏ tiền nó chơi. Có một cái ông bây giờ ông tên là ông Hùng, là chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Thăng Quảng Ninh, đương kim chủ tịch đó. Ông ngồi cùng tù, ông kể rằng là khi sang đến 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 cái sòng bạc Las Vegas ở Mỹ chơi đó, ông này ông ngồi chơi có chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, ông thua 100.000 đô la. Hỏi hỏi thua bao nhiêu, thua 100.000 mà vẫn cười bình thường, tức là đối với ta 100.000 đô la nó không là cái gì cả. Đấy, đấy phải nói là một cái người quan chức bình thường của một cái câu lạc bộ bóng đá thôi, mà ông ta không là cái gì cả. Thì hỏi tại sao ông ta lắm tiền như thế, thế biết là gì, anh trai ông ta là tổng giám đốc công ty Than Đông Bắc, một cái công ty thoa than của Bộ Quốc phòng, nó nắm toàn bộ những cái mỏ than rất là gọi là ngon lành nhất ở ở trên địa bàn Quảng Ninh. Còn ông ta thì cũng được ông anh của mình ấy, nhượng cho những cái mỏ, những cái khu vực than rồi ông ta khai thác vàng, khai thác những cái khoáng sản đó. Và ông ta mang bán đi, ông ta lấy tiền đấy. Nó thấy là cái mức độ tham nhũng ở Việt Nam ấy, nó diễn ra trên trên mọi lĩnh vực, qua ngành nào đã ăn ngành đó, lĩnh vực nào đã ăn lĩnh vực đó, ở cấp nào đã ăn cấp đó. Chứ không, nếu bây giờ hỏi người dân Việt Nam hay hỏi giới quan chức Việt Nam là gì, bây giờ tìm với tôi một cái quan chức cộng sản mà không tham nhũng thì không ai tìm được. Thì tiếp đến tôi kể một tiếp một câu chuyện nữa. Vào năm 2006 khi mà tôi bắt đầu đấu tranh với công khai, thì lúc bây giờ cái cơ quan an ninh của Bộ Công an ấy, họ cử anh này là anh Đặng Hồng Đức. Anh ta cũng là một người có cái trình độ lý luận cũng rất là khá, anh ta làm việc với tôi và anh ta luôn luôn thuyết phục tôi là thì thôi anh đừng đấu tranh nữa, rồi nó ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp luật sư của anh, rồi có thể thế này thế khác. Thì tôi bảo là gì, tôi đấu tranh không phải cho bản thân tôi, mà tôi đấu tranh tranh để tạo ra một cái công bằng xã hội, bởi vì tôi làm nghề tôi biết rất nhiều những cái bất công ở trong xã hội. Và bây giờ tôi chỉ đặt cho anh một cái điều kiện nhỏ thôi, nếu anh tìm và giới thiệu tôi một cái quan chức chính quyền từ cấp quận trở lên mà anh nói rằng khẳng định rằng người này không tham nhũng, không tự hào của dân, thì tôi sẽ bỏ đấu tranh và tôi sẽ không bao giờ đấu tranh đòi tự do dân chủ nữa. Thế anh ta hứa với tôi sau 1 tháng thì anh ta sẽ giới thiệu tôi một cái người không tham nhũng. Nhưng mà sau 2 tháng sau tôi gặp lại anh ta, bảo thế anh đã tìm được cho tôi cái người không tham nhũng chưa chưa, thì anh ta nói lắc đầu. Đấy thì tôi nói gì, tôi đặt một điều kiện với cơ quan an ninh, một cái điều kiện rất đơn giản là tìm cho tôi một cái quan chức từ năm 2006, chứ nói bây giờ thì nó khiếp hơn rồi, nó tham nhũng khủng khủng hơn là thời kỳ đó, mà còn không tìm nổi, mà họ muốn tôi không đấu tranh thì tôi chỉ cần là gì, tìm cho tôi một người không tham nhũng thôi thì tôi không đấu tranh nữa. Nhưng mà họ không tìm được. Và anh Đặng Lức này sau này là anh ta lên làm trợ lý cho ông Trần Đại Quang khi là đương kim bộ trưởng bộ công an. Và khi ông Trần Đại Quang lên chủ tịch nước thì ông ta cũng theo Trần Đại Quang lên đó và làm trợ lý đó,
và những cái ảnh mà tôi cũng post trên mạng ạ, là cái ảnh của cái anh này ở trên trên đấy khi thấy anh ta xuất hiện trong đám tang của chị đã qua. Vâng, xin xin trả lại cho anh Khoa. Và những chia sẻ của luật sư Nguyễn Văn Đài rất là thú vị, đặc biệt là những cái câu chuyện mà ông đã gặp những người bạn tù và họ đã tường thuật lại trực tiếp những cái quan chức Việt Nam đã đi ra nước ngoài và mang tiền đi để tiêu và ăn chơi ra sao. Vậy thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, thì ông đánh giá thế nào khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ông ta luôn nói rằng củi tươi cũng đốt cũng cho vào lò, rồi là ông mặc dù ông ấy cũng ốm trong thời gian vừa qua nhưng cố gắng xuất hiện để dự hội nghị Trung ương 10, mặc dù và cũng là chỉ ngồi thôi chứ không phải như mọi năm là cũng có thể đứng được. Và ngày hôm nay 19 tháng 5 năm 2019, tức là kỷ niệm 129 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cũng không thấy ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trong cái buổi sáng nay. Vậy ông luật sư Nguyễn Văn Đài có thể cho biết thêm thông tin về cái việc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng hiện nay thực chất là như thế nào không ạ? Tôi nói này, đã là một người có tâm, anh muốn thực sự đấu tranh chống cái bất công của xã hội thì nó phải xuất phát trong một quá trình liên tục, đúng không? Chứ không phải nói đùng cái hôm nay tôi mới đấu tranh. Mà theo tôi nhận thức từ về tự do dân chủ từ cũng tại đến nước này từ năm 1989, và năm 90 tôi quyết định trở về Việt Nam để tôi tìm cách đấu tranh đem lại tự do công bằng cho người dân. Và trong suốt 30 năm qua, không có một giây phút nào tôi ngừng nghỉ cuộc đấu tranh của mình. Thì chúng ta mới xét ông Nguyễn Phú Trọng tại sao đến bây giờ ông ta mới 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 đặt vấn đề chống tham nhũng ở cái nhiệm kỳ này của ông ta. Thì ông Nguyễn Phú Trọng thì tôi chỉ tính bắt đầu từ khi ông ta làm bí thư thành ủy Hà Nội. Thời kỳ đó ông ta không có chưa bao giờ nghe một câu nào ông ta nói về chống tham nhũng cả. Và thời kỳ ông ta làm bí thư thành ủy của Hà Nội là tham nhũng đã bắt đầu rất là khiếp rồi. Rồi sau đó ông ta lên trưởng gọi là chủ tịch hội đồng lý luận trung ương trong một nhiệm kỳ 5 năm. Rồi sau đó ông ta làm hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm, à một nhiệm kỳ đã 5 năm của Chủ tịch Quốc hội. Rồi ông ta sang nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng Bí thư thì vấn đề tham nhũng hoàn toàn rất là mờ nhạt, không không có đề cập nhiều. Mặc dù khi là Chủ tịch Quốc hội thì ông ta cũng là một trong tứ trụ triều đình, là nắm quyền lực thứ tư trong trong Bộ Chính trị và thứ tư ở Việt Nam. Thế thì tại sao đến đến sau này ông ta mới 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 đặt vấn đề chống tham nhũng? Và chống tham nhũng để làm gì thì chúng ta phải hiểu bản chất của nó. Thứ nhất, sau khi ông ta lên nắm nhiệm kỳ cuối nhiệm kỳ thứ nhất ý, thì ông ta đã âm thầm cho Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành một cái cuộc gọi là khảo sát về uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam với người dân như thế nào. Thì sau mà tôi không biết là bởi vì ông ta làm 3 tháng hay 6 tháng gì đó, thì sau đại khái kết quả cuối cùng là gì, là ông ta phát hoảng lên, có đến trên 85% người dân được hỏi trả lời không tin vào Đảng Cộng sản. Lý do tại sao? Lý do là vì vấn đề tham nhũng, sách nhiễu người dân. Thì lúc ấy ông ta thấy thấy nếu tình trạng như vậy nó quá nguy hiểm rồi, nó đe dọa đến cái sự tồn vong của chế độ cộng sản và Đảng Cộng sản, cho nên ông ta mới quyết tâm vấn đề chống tham nhũng. Thế thì chống tham nhũng ở đây á thì là nó để bảo vệ cho cái chế độ cộng sản và Đảng Cộng sản, chứ không phải là nó đem lại công bằng hay đem lại cái lợi ích cho người dân. Chúng ta phải hiểu cái xuất phát điểm của cái việc chống tham nhũng nó là như thế. Thế thì vấn đề là ông ta có thể chống tham nhũng hay không là vấn đề thứ hai. Chúng ta như tôi vừa nói trả lời anh Khoa câu hỏi trước đó, tham nhũng là bản chất của chế độ cộng sản và bảo vệ chế độ cộng sản là để tham nhũng. Tức là cái chế độ cộng sản nó tạo ra một cái mức lương cục cho công chức rất là thấp đấy, để anh phải có những hành vi thu nhập ngoài lương, mà thu nhập ngoài lương thì bao giờ cũng lớn hơn rất là nhiều, thậm chí gấp hàng trăm hàng triệu lần cái thu nhập chính thức bằng lương. Thế thì nó tạo ra những quan chức cộng sản có tâm lý là gì, sống ở chế độ cộng sản là quá dễ, có chức có quyền tức là có tiền, ta có thể vơ vét được của cải một cách dễ dàng, làm giàu cho bản thân ta và cho gia đình con cháu. Và mất chế độ thì không còn điều kiện tham nhũng nữa. Và nếu một cái chế độ mới dân chủ lên á thì cho dù mức lương rất là cao, cao như là ở ở các nước phương Tây chẳng hạn, thì nó cũng không thể bằng mức độ tham nhũng. Thế nên là gì? Đấy, nó tạo cho cái tâm lý của cái quan chức một cái tâm lý là gì? Để tham nhũng. Đó, và tham nhũng thì anh phải bảo vệ chế độ để anh tham nhũng. Còn nếu mất chế độ anh không còn tham nhũng nữa. Đấy, cho nên là cái tham nhũng là bản chất của chế độ cộng sản, cho nên là ông Trọng không thể nào chống được tham nhũng. Ông ta chỉ làm những cái vụ này vụ kia rồi để ông ta tìm cách lừa người dân lấy lại cái uy tín vị thế của mình. Thế cho nên là gì, và ông
Vấn đề là khi ông ta bắt những cái quan chức này á, thì những người thế vào những quan chức vừa bắt về tham nhũng đó họ lại vẫn tiếp tục tham nhũng, bởi vì chúng ta phải hiểu cái vấn đề ở đây là nếu một cái quan chức mà anh sống trong sạch lành mạnh thì anh không có tiền để anh phụng sự cấp trên, anh phải tiếp. Cái mối quan hệ của cộng sản là mối quan hệ rất là phức tạp. Tôi nói một cái ví dụ, rất là một cái quan chức rất là nhỏ cấp trưởng phòng thôi, thì anh ta có quan hệ với cấp phó giám đốc, giám đốc, rồi anh ta có quan hệ bề ngang với các trưởng phòng khác. Nếu như anh không có tiền, anh không, với mức lương thấp 5-7 triệu đồng anh ta không đủ đủ tiếp khách. Bây giờ một cái tiếp khách đơn giản thì cũng hết mất một tháng lương rồi, nếu như đi ăn với ông phó giám đốc hay là tiếp khách một vài vị khách nữa là mất to một tháng lương rồi. Thế thì tiền đâu ra để anh ta quan hệ ngang cấp với nhau rồi quan hệ với cấp trên? Thế buộc anh ta phải tham nhũng, chưa kể tiền cho con đi học, suốt ngày về nhà vợ con thúc bỏ tiền đóng học cho con, rồi tiền cho cô giáo, rồi khi mà vợ nhìn thấy những cái từng lớp doanh nhân bên ngoài á, họ có tiền, họ cuộc sống xa hoa, họ cho con đi du học, thì nó gây áp lực cho chính những cái tầng lớp quan chức này là gì? Người ta nếu mà làm công chức nhà nước, là đảng viên đảng cộng sản mà anh không giàu có, anh không có tiền thì nó giảm bị giới nghiệp khinh, anh cũng không thể làm việc được với giới doanh nhân nữa, nói không không ngược. Đấy đây là gì, cái việc chế độ cộng sản họ đặt một cái mức lương rất là thấp cho từng lớp công chức quan chức đó, thì nó tạo ra chính là cái nguyên nhân nó sinh ra cái nạn tham nhũng. Và chỉ khi nào á nó phải trả một cái mức lương tương xứng cho chi phí lao động của một công chức thì lúc đó nó mới chống được tham nhũng. Chứ còn trường này bây giờ ông Trọng không thể nào chống được tham nhũng, bởi vì cái mức lương vẫn duy trì như vậy, người ta không thể sống được bằng lương thì người ta sống bằng gì? Người ta phải sống bằng tham nhũng. Đấy là cái nguyên tắc bất di bất dịch. Mà cái việc ông Trọng hung hào á, chỉ là để lừa dối người dân. Ông ta có làm thật, có bắt quan chức này quan khác, nhưng mà đấy là ông ta đã thí đồng chí của mình vào trong đó, nhốt đồng chí của mình vào tù, tước đoạt quyền tự do của họ để cho cái mục đích chính trị của ông ta, chứ không phải đem lại lợi ích cho đất nước và dân tộc. Đấy, chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất của Nguyễn Phú Trọng như vậy. Vâng, theo như luật sư phân tích thì cũng nhiều bạn đọc cũng tán thành với ý kiến của luật sư. Nhưng mà luật sư có thể cho biết thêm, khi ông Nguyễn Phú Trọng khi tuổi đã rất cao, trên 75 tuổi, và cũng như vừa qua ông cũng có cái thời gian dài ốm, thì nếu mà ông vẫn tiếp tục một lúc làm hai cái chức vụ cao nhất, đấy là đại diện, tức là đứng đầu Đảng Cộng sản là Tổng Bí thư, và đứng đầu nhà nước là Chủ tịch nước, thì theo luật sư, với tình hình mới hiện nay, với vấn đề hội nhập của Việt Nam, thì ông Nguyễn Phú Trọng thời gian tới sẽ đi đến đâu ạ, khi mà ông vẫn còn cầm quyền như thế này? Vâng, chúng ta hiểu là tại sao một cái quan chức cộng sản họ không thể nào mà phục vụ người dân được. Đối với chính phủ các cái quốc gia dân chủ á, đối với các quan chức những nhà lãnh đạo á, thì họ được người dân bầu lên và họ phải tìm mọi cách để phục vụ người dân một cách tốt nhất, đem lại lợi ích cho người dân và đem lại lợi ích cho đất nước để người dân có thể tiếp tục bầu và ra nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng mà tôi đặt cái vị trí của Nguyễn Phú Trọng thế này ạ, ông ta lo trăm bề. Một, thứ nhất ông ta lo đối phó với chính các đồng chí trong đảng của ông ta, cái phe phái chống đối ông ta, đấy, các phe phái tham nhũng. Đấy là một vấn đề rất rất là ông ta đặt vấn đề trọng tâm. Thì một ngày một cái đầu con người cần có bao suy nghĩ, thì cái suy nghĩ đầu tiên ông ta là phải phải làm như vậy. Ông phải đọc các báo cáo từ Bộ Công an, báo cáo từ các cơ quan tình báo, các cơ quan an ninh của họ về vấn đề tham nhũng như thế nào, từ Ban Kiểm tra Trung ương, rất nhiều thứ đã chi phối cho ông ta. Vấn đề nội bộ của ông ta là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, ông ta phải đọc cái chính sách đối ngoại, các vấn đề quốc tế, khu Đông Nam Á, Mỹ, rồi Trung Quốc, rồi Nhật Bản, rồi châu Âu châu nó như thế nào. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là ông ta phải theo dõi cái tình hình báo cáo về kinh tế từ phía chính phủ, vẫn Xuân Phúc chuyển sang ạ. Đó. Rồi vấn đề thứ tư, vấn đề làm ông ta đau đầu hơn nữa là cái vấn đề cái sự hoạt động chống đối, gọi là hoạt động gọi là lật đổ, phía ông ta gọi là hoạt động lật đổ từ các thế lực thù địch bên ngoài Việt Nam cũng như là thế lực thù địch bên trong Việt Nam, nó đúng ta nào. Thì hai cái vấn đề nổi cộ nhất là vấn đề chống tham nhũng và vấn đề các cái thế lực thù địch, nó đã giết hết thời gian của ông ta rồi. Ông ta không còn thời gian đâu để nghĩ làm sao để cho nền kinh tế Việt Nam phát triển, làm sao Việt Nam có được cái quan hệ đối ngoại tốt nhất với Mỹ hay là với Nhật Bản để xây dựng đất nước. Ông ta không còn thời gian để nghĩ một cái điều gì đó để tốt nhất phục vụ người dân, mà ông ta chỉ quay cuồng trong cái vấn đề là đối nội trong đảng và đối với người dân và đối lập. Thế thì một con người với 75 tuổi như vậy
sức khỏe thì đã bị gọi là tôi gọi là đột quỵ nhẹ rồi, thế thì làm sao chúng ta còn có thể đủ sức để mà làm như vậy. Bản thân tôi là một người trẻ hơn ông ta hơn 20 tuổi, nhưng mà khi mà tôi đọc nhiều quá tôi cũng rất là mệt mỏi rồi, chứ chưa nói là một con người 75 tuổi. Tôi tin là ông ta có một sức khỏe phi thường, như là Trương Phi hay là những cái người người vị tướng gọi là võ tướng ngày xưa, cái hoàn toàn không không có. Ông ta chỉ là một cái người trí thức từ bé giờ chưa có làm một công việc gì nặng nhọc ngoài cái chuyện ngồi trên ghế ở trường đọc sách, thì ông ta không có, cho dù ông ta được tẩm bổ đủ các cái thứ sơn hào hải vị từ châu Phi hay từ Trung Quốc, nó không thể nào đủ sức, bởi vì cái sức khỏe con người nó phải dựa đến cái thể trạng, ngay từ khi cha mẹ sinh ra nó quyết định cái sức khỏe sau này rồi. Thế một con người như thế thì ông ta không thể nào mà có thể làm việc tốt cho phục vụ người dân được. Cái việc mà ông ta tham quyền cố vị như vậy ạ, thì nó chỉ cản trở cho đất nước phát triển đi lên mà thôi. Nó không những cản trở ở tương lai cho những người cái thế hệ trẻ Việt Nam đi lên, mà nó còn kìm hãm cả dân tộc. Tôi cho rằng đấy là cái tội ác lớn nhất của Vũ Trọng. Có nhiều người đánh giá ông ta không tham nhũng, không tự hào gì của dân. Tôi tạm chấp nhận điều đó đối với Vũ Trọng là trong sạch về kinh tế. Nhưng mà cái đó, cái tội ác lớn nhất ấy, là cái tội ác anh tham nhũng quyền lực. Cái tham quyền lực là cái lớn nhất, bởi vì anh không đủ năng lực. Bản thân chính ông Trọng khi mà ông ta nhậm chức chủ tịch nước, ông ta cũng thừa nhận là mình là tuổi cao, năng lực có hạn, nhưng mà ông ta vì đảng phân công cho nên ông ta phải phải làm cái trách nhiệm đó, chứ không phải là người dân bầu. Đó, đó, đấy là một phát biểu công khai của ông Trọng, hoàn toàn người dân không có bầu ông ta, mà đây là đảng giao cho ông ta phải làm nhiệm vụ đó, và ông ta nói là cố gắng, nhưng bây giờ sức khỏe là yếu rồi, thì nó đã cản trở tương lai cả của dân tộc. Bởi vì cái tham nhũng quyền lực này nó rất là lớn, nó bóp chết đi mọi cái tiềm năng phát triển của đất nước, nó nguy hiểm. Cho nên tôi cho rằng là cái việc ông ta giữ một lúc vừa nắm trong tay quyền lực của đảng, vừa nắm trong tay quyền lực của nhà nước như vậy thì là đấy là cái tội ác, chứ không phải là cái vinh dự gì đối với Nguyễn Phú Trọng. Và tôi luôn coi đấy là cái hành động chống lại nhân dân, cản trở cái sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Vâng. Theo một thông tin gần đây nhất mà tôi nhận được, kể cả những cái cán bộ trong nước và những cán bộ đại sứ quán Việt Nam ở những nước của Việt Nam ở châu Âu, họ cũng phàn nàn là họ luôn phải học 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 đạo đức Hồ Chí Minh từ ông Nguyễn Phú Trọng, ông đưa ra và kỷ niệm năm và 50 năm thực hiện theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà luật sư cũng biết và nhiều người cũng đã phản ánh, thì thực ra thì Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương lúc đó cũng đã cho đến hiện nay vẫn không thực hiện cái di chúc, một cái mong muốn của ông Hồ Chí Minh, đó bốn điều. Đó là không tổ chức đám ma linh đình và phải hỏa táng thi hài, cũng như là cho hỏa táng là chia làm ba phần ba miền, và không làm xây dựng bia mộ gì to cả. Thế nhưng mà hiện nay thì luật sư có thể cho biết tại sao mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng mà đảng ông ta nói như vậy, nhưng mà cái vẫn để một cái lăng rất lớn ở ngay trung tâm thủ đô Hà Nội, đấy là lăng Hồ Chí Minh, và ướp xác ông cũng như cho mọi người vào xem, thì luật sư có thể cho biết là tại sao họ vẫn phải làm như vậy trong cái lúc này? Vâng, thì chúng ta biết rằng là một trong những cái vấn đề nó gọi là mang tính sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, trong nền tảng lý luận của họ ấy, đó là cái vấn đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bởi vì họ không còn cái gì để họ bấu víu vào cái đó, cho nên họ phải tìm cách để lại cái đó để dẫn dụ người dân. Tức là chúng ta phải hiểu gì, họ tuyên truyền Hồ Chí Minh là một cái nhân vật rất là tài năng, rất là đạo đức, và ông ta có công lớn đối với dân tộc Việt Nam. Thế thì còn những cái sai lầm khuyết điểm mà dẫn đến cái tình trạng nền kinh tế Việt Nam cũng còn nghèo nàn lạc hậu so với các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới á, thì đấy là do lỗi của các thế hệ lãnh đạo cộng sản sau này. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ một cái bản chất cơ bản đấy, thì tôi có viết một cái bài vừa đăng trên Facebook và trên trên cái trang blog ở trên RFA đó. Thì tôi nói là gì, Hồ Chí Minh có phải là có nên được sinh ra hay không, thì trong đấy tôi nói về những cái di sản mà ông Hồ Chí Minh để lại. Thì rõ ràng tất cả sau khi ông Hồ Chí Minh chết thì ông ta để lại một cái chế độ cộng sản với một cái đảng cộng sản rất là lạc hậu, một nền kinh tế rất là nghèo nàn ở miền Bắc, một cái cuộc chiến tranh huynh đệ thương tàn vẫn còn đang diễn ra, và đấy đấy là hai cái nét cơ bản mà ông đã để lại cho dân tộc Việt Nam, là một chế độ lạc hậu, và đến cho đến giờ phút này nó đã gây ra biết bao nhiêu thảm cảnh đau thương cho đất nước của mình, và biết bao nhiêu người vẫn phải đang tiếp tục đấu tranh để xóa bỏ những cái di sản mà ông Hồ Chí Minh để lại. Thế thì trong di chúc của Hồ Chí Minh ý, thì ông có đề cập cái vấn đề là khi ông ta qua đời ý, thì cần phải thiêu xác rồi chia 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 làm ba cái lọ tro, tìm ba cái địa điểm đẹp, xây dựng ở trên ba cái mỏm đồi và xây một cái nơi nghỉ để cho những người dân đến thăm viếng, thì có nơi để nghỉ ngơi cho người dân nghỉ ngơi. Thế nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ lại không thực hiện điều đó,
và họ vẫn để ướp xác ông Hồ Chí Minh ở Lăng Ba Đình. Và theo những cái thông tin mà mà tiết lộ trước đây ra thì mỗi một năm hiện nay á thì người dân phải trả 900 tỷ, tối thiểu là 900 tỷ đồng để duy trì cái xác ướp đó và nuôi cả cái lực lượng bảo vệ ở đó. Nhưng không biết rằng là để, ngoài ra còn biết bao nhiêu khoản tiền mà người ta lợi dụng ở đó để tham nhũng nữa thì chúng ta không có nói, nhưng mà cái con số chính thức đưa ra công khai đó là khoảng 900 tỷ đồng một năm. Và chúng ta biết là gì? Với 900 tỷ đồng đó mỗi một năm như vậy thì chúng ta có thể xây được 900 cái trường học cho các cái trẻ em vùng cao mà họ không ta nhìn thấy rất nhiều hình ảnh những cái ngôi những cái phòng học rất là tan hoang, không có cái gì cả, không che nổi gió, không che nổi mưa ở các trẻ em vùng cao, nó vẫn còn tình trạng ra như vậy. Mà nếu như dùng 900 tỷ đó trong vòng 10, trong vòng 5 năm hay trong vòng 10 năm á thì có thể xóa bỏ đi toàn bộ những cái ngôi trường sập sệ của trẻ em các tỉnh miền núi đấy. Thì chúng ta biết rằng là mỗi một năm người dân Việt Nam phải đóng thuế để chi phí như vậy. Thì mục đích của Đảng Cộng sản họ duy trì cái đó để làm gì? Mục đích họ duy trì đó để lừa người dân thôi, để hướng người dân vào một cái vị lãnh tụ không phải là tài năng, không phải là có đạo đức thực sự. Và chúng ta biết là gì, mặc dù là Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng khoảng từ năm 2007 thì họ bắt đầu triển khai cái việc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh rồi, đến nay là khoảng 12 năm, 12 năm thì chúng ta thấy là gì, càng học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì cái đạo đức lối sống của các quan chức cộng sản càng suy thoái, mức độ tham nhũng lại càng cao. Đó thì vấn đề người ta đặt câu hỏi tại sao như thế, thì rằng tất cả những cái đạo đức, cái này, cái tư tưởng của Hồ Chí Minh đấy nó không phải là thật, nó là cái sự giả mạo, cái sự lắp ghép. Thì nếu như anh Khoa hay là quý vị mà xem một cái đoạn clip của ông Hoàng Chí Bảo, ông ấy nguyên là như là phó chủ tịch hội đồng nhân dân trung ương rồi, phải ông ta có một clip ông ta nói về ông Hồ Chí Minh khi sống ở Pháp ấy, thì nó rất là buồn cười. Tôi không thể tưởng tượng được những người cộng sản họ tưởng tượng những câu chuyện nó nghe nó buồn cười. Từ tự nhiên một đứa trẻ khi mà bắt đầu bước vào lớp 5, lớp 1, lớp 2 nó có nhận thức, nó nghe câu chuyện đấy nó cũng buồn cười. Về ông Hồ Chí Minh đi lừa một doanh nghiệp của Pháp, nói gì lúc cái thời kỳ ông Hồ Chí Minh ở Pháp á thì là người ta rất là hâm mộ những cái đồ 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 gốm Trung Quốc. Thế thì có một công ty của Pháp ấy, thì họ sản xuất cái đồ gốm này ra, thì họ không tìm được cái người để viết cái chữ Hán lên lên cái đồ gốm. Thì may thay nào có một người giới thiệu ông Hồ Chí Minh là cái người người Việt Nam và biết tiếng Hán. Thế thì người ta mới thuê ông Hồ Chí Minh đến đó để viết tiếng Hán lên các cái đồ gốm đó để giả cổ để bán cho người châu Âu. Thế thì ông Hồ Chí Minh mới nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt. Thứ nhất là hai mục tiêu của ông ấy, một là ông ta kiếm tiền vì ông ta đang chết đói, thứ hai là ông ta là mục đích tuyên truyền. Thì khi Hồ Chí Minh đến đây viết ấy, toàn viết không phải là viết những cái câu của các cái bậc danh nhân Trung Quốc ngày xưa, ông ta toàn viết là đế quốc Pháp là Pháp là đế quốc, là thực dân, là xâm lược Việt Nam, là đã toàn những khẩu hiệu lên các đồ gốm đó và đưa cho người Pháp mang đi sản xuất rồi mang đi bán hàng loạt. Thì sau một thời gian thì có một số những người tàu mà họ sinh sống ở Paris đó thì họ mới phát hiện ra là những cái câu câu này họ báo cho cái công ty sản xuất của Pháp đó, thì họ phát hiện ra bị Hồ Chí Minh lừa và họ đến bắt Hồ Chí Minh. Thì ông Hoàng Chí Bảo ông ca ngợi gì, bác của chúng ta đã rất thông minh, biết trước được kết quả như vậy cho nên bác của chúng ta đã trốn thoát. Và khi mà công ty của Pháp với cảnh sát Pháp đến cái nơi bác của chúng ta ở thì coi không tìm bác của chúng ta đâu cả, vì bác của chúng ta đã nhanh chân trốn đi rồi. Nó một câu chuyện cực kỳ hài hước mà tôi không bao giờ đấy. Thì tôi rằng là khi khi mà những cái nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy tổ chức cái lớp học về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì họ kể những câu chuyện đó cho các ủy viên, từ cấp ủy viên trung ương cho đến các cái cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện hay là cấp bộ, thì họ nghe những câu chuyện như vậy thì họ tôi nghĩ rằng là họ rất buồn cười. Mặc dù họ là đảng viên cộng sản, họ không tin vào những cái câu chuyện mà tuyên truyền của ban tuyên giáo trung ương. Thế thì cho nên nó mới tạo ra cái phản ứng ngược ngược như vậy. Nó bảo Hồ Chí Minh mà còn đi lừa như thế thì chúng ta cần gì phải học tập. Thì rõ ràng á, trải qua hơn 12 năm học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho tới bây giờ thì hậu quả là cái đạo đức lối sống của tất cả mọi quan chức, từng lớp quan chức cộng sản nó đều suy thoái mức độ trầm trọng. Đấy là hậu quả thì ai cũng nhìn thấy nó, không có một chút tiến bộ nào cả. Đấy, chết. Vâng, chia sẻ của luật sư rất hay, và đặc biệt là câu chuyện mà ông Đỗ Chí Bảo, ông đã nói Hoàng Chí Bảo đã nói trong những cái thảo luận ở trong nước đối với các quan chức, và chắc chắn rằng tới đây tôi và luật sư cùng những nhiều người khác ở châu Âu và trên thế giới sẽ cùng đến những nơi mà ông
Hồ Chí Minh đã từng sống, để chúng ta cùng làm những chương trình truyền hình trực tiếp tại đó, để chúng ta kiểm chứng tại đó và gặp những người có thể còn sống nói về những cái điều mà trong nước từ trước đến nay chưa biết hoặc là cố giấu. Vâng, ngày hôm nay chúng ta đang theo dõi chương trình truyền trực tiếp giữa của Thời báo.de giữa luật sư Nguyễn Văn Đài và nhà báo Lê Trung Khoa cùng các bạn. Và chúng tôi xin phép tạm thời chấm dứt chương trình ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần tới. Và rất cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã chia sẻ và gặp gỡ giao lưu với bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Lê Trung Khoa và xin chào tạm biệt tất cả quý vị đã theo dõi buổi trò chuyện của chúng tôi.